Ngày 22 tháng 10, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 năm 2021 cho hơn 500 chức sát chức diệt, người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn thành phố. Chức sát chức diệt, người có uy tín trong các tôn giáo được hướng dẫn khám sàng lọc và thực hiện các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch trong quá trình tiêm qua năm đợt tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các ban ngành đã tiêm ngừa cho hơn 1.000 chức sắc, chức diệt, người có uy tín, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động bình thường trở lại.